Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với chương trình livestream Hồ sơ thực tập giá trị thương hiệu của sinh viên ngày hôm nay. Mình là Tường Thanh và mình rất vui được đồng hành với các bạn trong chương trình này. Đúng như tên gọi của chương trình livestream lần này là để các bạn hiểu rõ hơn về hồ sơ thực tập, một trong những nét đổi mới của chương trình thực tập thực hành của trường Đại học Ngoại ngữ. Chúng mình cùng tìm hiểu tại sao hồ sơ thực tập lại được coi là giá trị thương hiệu của sinh viên. Và các bạn đừng quên tương tác với chúng mình để chúng mình cùng cố gắng giải đáp các thắc mắc của các bạn một cách hiệu quả nhất nhé. Trong chương trình hôm nay, chúng mình có những vị khách mời vô cùng đặc biệt. Đầu tiên, mình xin được giới thiệu bạn Hoàng Thị Minh Nguyệt, sinh viên lớp 16E1, ngành sư phạm, khoa sư phạm tiếng Anh và đồng thời là hiệu trưởng sinh viên đầu tiên của trường Đại học Ngoại ngữ. Xin chào các bạn. Tiếp theo là cô Phạm Thị Thu Hiền, chuyên viên phụ trách thực tập trong và ngoài nước, phòng chính trị và công tác học sinh sinh viên. Xin chào tất cả các em. Bạn Nguyễn Hải Ly, sinh viên lớp 17C6, ngành sư phạm tiếng Trung, khoa ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc. Xin chào tất cả các bạn. Bạn Dương Cao Thái Sơn, sinh viên lớp 18G3, ngành ngôn ngữ Nhật Bản, khoa ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn sinh viên thân mến, đề án đổi mới công tác thực hành, thực tập và phát triển kỹ năng bổ trợ cho sinh viên, hay còn được gọi là đề án học tập trải nghiệm, được xem là bước đi đột phá của nhà trường chúng ta nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Trong phần đầu chương trình, chúng mình cùng lắng nghe hiệu trưởng Hoàng Thị Minh Nguyệt về ý nghĩa của hồ sơ thực tập lần này nhé. Tôi được biết trong thời gian qua, hiệu trưởng sinh viên Minh Nguyệt đã đồng hành cùng nhà trường trong công tác xây dựng, hoạt động triển khai đề án đến với sinh viên lần này. Vậy thì mình có thể nói qua cho chúng mình một chút về ý nghĩa của hồ sơ thực tập lần này đối với bạn được không? Và với vai trò là hiệu trưởng sinh viên đầu tiên của trường Đại học Ngoại ngữ và là sinh viên của khóa QH2016, khóa đầu tiên mà áp dụng đề án này, bạn có thể chia sẻ cho các bạn sinh viên được không? Cảm ơn câu hỏi của Tường Thanh. Thì với tư cách là một sinh viên QH2016 lứa đầu tiên sẽ nộp hồ sơ thực tập kiểu mới, cũng như là với tư cách là một hiệu trưởng sinh viên đầu tiên tại Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội, thì mình cảm nhận được là ý nghĩa của hồ sơ thực tập đầu tiên đi, thì hồ sơ thực tập sẽ được nhà trường đánh giá và được tính điểm như là 3 tín chỉ trong bảng điểm cuối cùng của chúng mình. Nhưng mà mình nghĩ là hồ sơ thực tập còn hơn là 3 tín chỉ đó. Đó là cách mà các bạn khiến cho nhà tuyển dụng thấy được mình là ai, mình là một người như thế nào, và đặc biệt là những gì các bạn đã học được, gặt hái được trong suốt 4 năm đại học. Và mình tin là hồ sơ thực tập này sẽ giúp cho các bạn trở thành một ứng cử viên rất là sáng giá trong mắt các nhà tuyển dụng. Chắc hẳn các bạn sinh viên ở đây rất tò mò muốn biết xem hồ sơ thực tập của hiệu trưởng sinh viên Minh Nguyệt sẽ có gì đặc biệt đúng không? Bây giờ chúng mình rất là mong bạn Minh Nguyệt có thể chia sẻ cho các bạn ở đây về hồ sơ thực tập của bạn nhé. Mình xin phép được nhờ bên kỹ thuật có thể mở slide về hồ sơ thực tập của mình, và mình sẽ giới thiệu các bạn một chút những cái nét về hồ sơ thực tập của mình. Các bạn có thể thấy là ở ngay trang đầu tiên thì chúng mình có một trang bìa về hồ sơ thực tập cũng như là các thông tin cần thiết liên quan đến trong hồ sơ này. Và mình sẽ đi qua vào mục lục của hồ sơ thực tập sẽ gồm 4 phần chính, đó là phần giới thiệu, tổng hợp minh chứng, báo cáo tổng kết và cuối cùng là phiếu đánh giá. Với phần giới thiệu thì các bạn lưu ý chúng mình sẽ có 3 phần là lời mở đầu, CV, cá nhân và bảng tóm tắt hoạt động, các hoạt động mà mình đã trải qua trong hồ sơ thực tập này. Với lời mở đầu thì chúng mình cần nói được là mục đích cũng như là yêu cầu cụ thể về thực tập bản thân đặt ra, cũng như là cái mục tiêu và ý nghĩa công việc đối bản thân. Thông qua đó để chúng ta có thể thấy, để cho nhà tuyển dụng thấy được chúng ta là một người đã có định hướng của bản thân, thấy được rõ định hướng của bản thân mình và nói được bao quát rằng là mình đã tham gia những hoạt động để tạo được cái, thể hiện được cái định hướng đó. Ở đây là CV của mình. Và đây là điểm rất quan trọng này, bảng tóm tắt hoạt động hồ sơ thực tập. Thì có một số lưu ý ở đây, chúng mình cần có bảng tóm tắt hoạt động hồ sơ thực tập và phần đặc biệt là mình cần phải có mã hóa minh chứng theo từng tiêu chí. Như các bạn có thể thấy là ở tiêu chí A1 thì mình có đến 5 hoạt động, thì mình sẽ ghi lại mã hóa từ A1.1 đến A1.5. Và ở đây thì các bạn có thể tự xem là mình sẽ được các điểm cộng nào. Ví dụ như là ở A1.5 của mình là có nhiều hoạt động hơn so với cả yêu cầu tối thiểu, thì mình sẽ đánh giá là mình sẽ được thêm điểm cộng ở B2. Hay là những cái hoạt động mà tham gia là thành viên ban tổ chức thì mình sẽ đánh giá mình là B1.
Và cứ như thế thì mình sẽ viết các cái tiêu chí mã hóa minh chứng này ở các tiêu chí còn lại. Thứ hai là về phần tổng hợp minh chứng, thì có một điểm lưu ý ở đây là trong hồ sơ thực tập của mình, để cho người chấm có thể nhìn thấy rõ nhất, thì mình luôn sắp xếp minh chứng theo từng tiêu chí, từ tiêu chí A1 đến tiêu chí A4. Đây là một lát cắt trong tiêu chí A1 của mình. Thì các bạn có thể thấy là mỗi một trang tiêu chí A1, tiêu chí thì mình sẽ có những cái minh chứng riêng như thế này. Và điểm đặc biệt là mình cần phải mã hóa minh chứng ở đầu trang, thì khi đó thì người chấm có thể dễ dàng nhìn được. Và nếu như mà mình không sử dụng giấy chứng nhận từ ban tổ chức, thì mình có sử dụng ảnh chụp ở đây, nhưng mình sẽ ghi rõ là hoạt động đó là gì và cụ thể thời gian nữa. Và đây là một số ví dụ về việc mà mã hóa minh chứng ở đầu trang, như là một số cách mình viết về ảnh chụp ở các tiêu chí như là A1, A2, A3 và A4. Tiếp theo là phần báo cáo tổng kết. Thì ở đây mình cũng báo cáo tổng kết theo các tiêu chí để cho người chấm có thể dễ dàng nhìn thấy được. Ở đây là về tiêu chí A1, thì có một điểm lưu ý là ở trong báo cáo này, trong mỗi chương trình thì mình đều ghi ra là thông tin chương trình và kết quả thu được. Ở đây thì kết quả thu được là điều quan trọng nhất, vì mình nghĩ nó thể hiện được là quá trình phát triển của bản thân mình, và các bạn có thể bày tỏ thông qua các câu chuyện và bài học thành công hay là thất bại của bản thân. Với tiêu chí A4 thì chúng mình có thể thêm một phần nữa là các sản phẩm cụ thể mà mình đã gặt hái được trong cái thời gian thực tập của mình. Và có thể là một chút lời kết, thì đây là cách sắp xếp của mình, các bạn có thể tham khảo hoặc làm theo. Và cuối cùng là phiếu đánh giá hồ sơ thực tập, thì cái này mình chỉ cần thêm phiếu đánh giá, phiếu chấm hồ sơ thực tập thôi, và các bạn có thể tìm những thông tin này trên website của trường. Và đó là phần kết thúc của hồ sơ thực tập của mình. Quả thật là mình rất là ấn tượng với cái danh sách thành tích và hoạt động và vô cùng đồ sộ của bạn Nguyệt. Và mình cũng thật sự khâm phục bạn về cách sắp xếp vô cùng logic và sáng tạo của bạn nữa. Mình hy vọng là các bạn trong buổi xem buổi livestream cũng sẽ cảm thấy như mình. Em rất muốn nghe lời nhận xét từ cô Hiền ạ. Thì cô suy nghĩ thế nào về hồ sơ thực tập của bạn Minh Nguyệt ạ? Thông qua bộ hồ sơ thực tập của Minh Nguyệt thì cô thấy đây là một bộ hồ sơ rất là xuất sắc. Về mặt nội dung thì là khá là đầy đủ. Các cái minh chứng của Minh Nguyệt thì đã được mã hóa theo các cái tiêu chí cụ thể được ghi trong phiếu chấm. Và các cái phần báo cáo tổng kết của bạn thì rất là sắc nét. Người đọc có thể nhận thấy được cái sự trưởng thành và phát triển của Minh Nguyệt thông qua các hoạt động thực hành, thực tập cũng như là các cái kỹ năng mà bạn đã tích lũy được. Bố cục thì trình bày rất là khoa học, và cô xin chúc mừng Minh Nguyệt. Vâng, em cảm ơn lời nhận xét vô cùng chi tiết từ cô Hiền ạ. Mình có một câu hỏi sau cho bạn Nguyệt. Thì Nguyệt hiện giờ đang là một sinh viên khóa Q2 2016, và chúng mình muốn biết là liệu Minh Nguyệt có gặp khó khăn gì trong khi tổng hợp minh chứng cho hồ sơ thực tập không? Thì mình nghĩ là các bạn cũng biết đến mình là một người tham gia khá nhiều các hoạt động, và việc tham gia rất nhiều hoạt động như thế thì mình gây khó khăn cho chính bản thân mình là bây giờ mình cần chọn cái minh chứng nào, hoạt động nào để thể hiện rõ cái định hướng của bản thân mình. Thì sau khi mình đã biết là định hướng của mình là muốn trở thành giáo viên tiếng Anh, thì mình đã ghi ra 3 tiêu chí là phải liên quan đến sư phạm, phải thể hiện được là mình làm được việc trong một môi trường đa văn hóa, và cuối cùng là liên quan đến định hướng nghiên cứu, vì đây là một trong định hướng trong tương lai của mình. Và sau khi mình đã đưa ra những tiêu chí đó cho bản thân rồi, thì mình có thể dễ dàng lựa chọn được các cái minh chứng, những hoạt động nào phù hợp nhất để cho vào bộ hồ sơ thực tập của mình. Cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích của bạn Minh Nguyệt. Mình tin là những lời chia sẻ của bạn sẽ là một lời giải đáp cho các bạn có đang băn khoăn không biết là mình sẽ chọn các minh chứng nào vào hồ sơ thực tập. Bây giờ, để giải đáp các thắc mắc và hỗ trợ các bạn trong quá trình xây dựng hồ sơ thực tập, chúng mình sẽ đến với phần 2 của chương trình, hướng dẫn cách xây dựng hồ sơ thực tập đầy đủ, đơn giản và của riêng bạn. Chúng mình đã nhận được rất là nhiều câu hỏi của các bạn sinh viên về chủ đề này. Vậy thì các bạn hãy liên tục chia sẻ các thắc mắc của các bạn để chúng mình cùng trao đổi nhé. Trước tiên ở đây, chúng mình nhận được một câu hỏi của bạn Muối Hột và muốn nhờ cô Hiền giải đáp cho bạn. Minh chứng như thế nào thì được công nhận ạ? Ví dụ như em đến tham gia một cuộc thi hùng biện về tiếng do khoa mình tổ chức, em lấy ảnh chụp mình có tham gia chương trình và đưa vào hồ sơ thực tập, thì liệu có đánh giá được ở tiêu chí A hay không? Em mời cô ạ. Cảm ơn câu hỏi của bạn Muối Hột. Trước tiên thì cô muốn giải thích hai khái niệm. Thứ nhất là về minh chứng. Minh chứng là tập hợp những danh sách, những giấy chứng nhận hoặc là những cái đạt giải của sinh viên. Và cái khái niệm thứ hai là về
tham gia, sinh viên phải là người trực tiếp tham gia các cái hoạt động trải nghiệm đó. Và nếu là một cuộc thi thì sinh viên nên chụp ảnh khi mà mình đang tham gia cuộc thi đó, và cũng nên chú thích nếu như trong bức ảnh đó là gồm có rất là nhiều người thì mình phải chú thích được rằng mình đang đứng ở vị trí nào trong bức ảnh đó. Và cũng nhân tiện với câu hỏi này của sinh viên thì cô cũng muốn nhấn mạnh thêm với các bạn sinh viên mà có cái đơn vị thực tập của mình là làm gia sư, thì các bạn cũng cần cung cấp được các cái thông tin chính xác của người học, ví dụ như là điện thoại, địa chỉ email hoặc là thông tin của chủ hộ để có thể xác nhận các cái thông tin nếu như sau này cần thiết. Với tư cách là một hiệu trưởng sinh viên, với tư cách là một bạn sinh viên đã hoàn thành cái hồ sơ thực tập của mình rồi, thì Minh Nguyệt có nhận xét như thế nào về vấn đề này? Em thì rất đồng tình với cả ý kiến của cô Hiền. Thứ nhất là minh chứng thì cần phải để cho người chấm cũng như là cái nhà tuyển dụng thấy được là rõ mình đã thực hiện minh chứng đó, thực hiện hoạt động đó, đúng không ạ? Và cái thứ hai em nghĩ là điểm rất là quan trọng ở đây là các bạn cần nhớ là minh chứng đấy là mình có rồi, nhưng mà cái chính là mình chứng minh được là mình đã gặt hái được những cái gì thông qua những hoạt động đó ở phần báo cáo tổng kết nữa, thì đây là một phần rất là quan trọng. Vâng, em xin cảm ơn giải đáp từ cô Hiền và bạn Minh Nguyệt ạ. Sau đây chúng mình cùng đi đến một câu hỏi tiếp theo từ bạn Hiếu Vi. Một số hoạt động em tham gia trong nhà trường từ năm nhất, năm hai, tuy nhiên em không giữ lại giấy chứng nhận. Đơn cử như các chương trình của đoàn thanh niên, hội sinh viên trường hoặc khoa tổ chức hoạt động ngoại khóa. Vậy em cần tìm đến ai để xác nhận các minh chứng này ạ? Em có thể nhờ cô Hiền hỗ trợ bạn được không ạ? Cảm ơn em. Cô sẽ hỗ trợ bạn bằng một câu trả lời như sau. Thực ra đối với các cái đơn vị tổ chức các hoạt động thì mình sẽ cần phải đến chính cái đơn vị đó để xin các cái xác nhận và giấy chứng nhận của từng các cái tổ chức mà mình đã tham gia. Và nhân tiện từ câu hỏi này thì cô cũng có nhớ đến cái đợt chấm hồ sơ thực tập ngày 26 tháng 2 vừa rồi, đấy là cái đợt chấm lần đầu tiên. Thì có một hồ sơ đã khai rằng là mình đã tham gia cái hoạt động lớp tôi là số 1 do đoàn thanh niên hội sinh viên tổ chức. Tuy nhiên đến khi phần kiểm tra phần minh chứng của bạn thì cô lại thấy là một đơn vị khác xác nhận. Thì với cái minh chứng như thế này thì nó cũng chưa được hợp lý. Cho nên là cô muốn nhấn mạnh khi mà sinh viên muốn tìm được các xác nhận được các cái minh chứng như thế thì cần tìm đến các đúng cái đơn vị tổ chức để có cái xác nhận chính xác. Vâng, em cảm ơn cô ạ. Sau đây chúng mình có một câu hỏi về thủ tục hành chính đến từ bạn Mai Phương. Bạn có dành câu hỏi đặc biệt cho cô Hiền là: thưa cô, chúng em có phải nộp bản gốc giấy chứng nhận cho nhà trường trong bộ hồ sơ thực tập của em không ạ? Cảm ơn em đã hỏi về các cái thủ tục hành chính, thì đây cũng có thể là một cái chuyên môn của cô. Về tất cả những cái giấy tờ mà gọi là bản gốc thì chúng ta sẽ phải giữ cho riêng mình để chúng ta phục vụ nhiều những cái công tác đằng sau nữa. Đối với các cái thông báo về nộp hồ sơ thực tập thì trong thông báo đã ghi rất là rõ là sinh viên sẽ nộp một bản sao và kèm theo một bản gốc để cho các thầy cô kiểm tra, sau đó sẽ trả lại cho sinh viên đối với những cái bản hồ sơ gốc của mình. Cảm ơn cô ạ. Vừa nãy chúng mình vừa nhìn thấy hồ sơ thực tập mẫu của bạn Nguyệt. Vậy thì Nguyệt có thể giải thích cho các bạn một chút làm thế nào để Nguyệt chèn được các minh chứng đấy vào hồ sơ thực tập của bạn vô cùng đẹp và khoa học như thế được không? Cảm ơn Tường Thanh. Thì theo mình, với những minh chứng mà là đã có số khóa sẵn như là ảnh thì mình dễ dàng có thể chèn được ảnh vào hồ sơ thực tập thôi. Nhưng mà với những cái minh chứng như là giấy chứng nhận bản cứng mà mình nhận được từ các đoàn thể thì lúc đó mình sẽ scan lại và chuyển thành định dạng của ảnh. Từ đó thì mình cũng lại chèn được vào hồ sơ thực tập rất là dễ dàng. Em xin cảm ơn chia sẻ của cô Hiền và bạn Nguyệt ạ. Sau đây chúng mình có một câu hỏi tiếp theo của bạn Mai Phương mà chúng mình sẽ xin phép dành câu hỏi này cho bạn Nguyệt, bạn hiệu trưởng sinh viên của chúng mình. Câu hỏi từ bạn Bích Hồng. Chị ơi, em là sinh viên QH2018. Em không biết là nên tham gia các hoạt động ngoại khóa, hội thảo hay hội nghị nào để có thể làm đẹp hồ sơ thực tập của bản thân ạ? Câu hỏi của bạn Bích Hồng đúng không? Đúng rồi ạ. Với theo mình nhá, thì mình sẽ có hai hướng lựa chọn cho các bạn khi mà các bạn tìm đến các hoạt động ngoại khóa. Với hướng thứ nhất là những bạn mà đã có định hướng sẵn rồi là mình muốn trở thành ai, trở thành một người như thế nào hay là muốn ứng tuyển vị trí như thế nào, thì khi đã có một định hướng sẵn như thế, các bạn chỉ cần việc là tìm những cái hội thảo, hội nghị hay là các hoạt động ngoại khóa liên quan đến và có thể cung cấp cho mình những kỹ năng mềm hay là những kiến thức chuyên môn để có thể bổ trợ cho định hướng của mình trong tương lai. Còn với những bạn như là những bạn năm nhất, năm hai thì các bạn có khi là gặp rất là khó khăn trong việc xác định được định hướng của mình trong tương lai, đúng không? Thì chúng mình cứ trải nghiệm đi, chúng mình có thời gian mà,
thì cứ trải nghiệm thật là nhiều các hoạt động ngoại khóa, các hội thảo, hội nghị, rồi từ đó mình biết đâu là mình tìm được cái niềm đam mê của mình, cái định hướng mình muốn hướng tới. Và đến năm 3, năm 4 rồi khi mà đã xác định được thì khi đó mình sẽ chọn lọc lại những cái hoạt động mình đã tham gia để đưa minh chứng vào trong bộ hồ sơ thực tập. Thì ở đây chúng mình có bạn Tường Thanh là ngành sư phạm tiếng Anh đúng không? Vậy thì với một sinh viên năm 4 ngành sư phạm tiếng Anh thì bạn đã tổng hợp được những minh chứng như nào, hay là đã tham gia những hoạt động ngoại khóa, các cái hội thảo hội nghị như thế nào nhỉ? Mình cảm ơn Nguyệt. Hiện giờ mình đang là sinh viên năm 4 của khoa sư phạm tiếng Anh, và định hướng của mình là tiếp tục công việc giảng dạy, cũng như là mình mong muốn là sẽ đi theo con đường nghiên cứu để học cao hơn. Thế nên với tiêu chí A1 là khi chúng ta nói về các khóa học, hội thảo, hội nghị thì mình tham gia thứ nhất là khóa học EF Teacher Development của EF Academy, nếu mình nhớ không nhầm, mà đợt trước là khoa sư phạm tiếng Anh có gửi xuống cho chúng mình. Thứ hai là mình có tham gia vào chương trình Trường Hề Khoa Học tại Quy Nhơn vào năm 2018, rất là có ích cho con đường nghiên cứu của mình. Thứ ba là mình cũng tham gia các webinar online từ Hiệp hội TESOL ở Việt Nam, cũng như là mình có tham gia vào khóa học về Quizlet. Mình nghĩ là sẽ nhiều bạn quen thuộc với cái trang web này ở trên Udemy. Với tiêu chí số 2 là về các hoạt động ngoại khóa thì từ năm nhất mình đã tham gia vào câu lạc bộ tiếng Anh EC của trường mình. Mình cũng tham gia hoạt động số 2 là về đại sứ UNIS vào mùa hè, mình nghĩ là năm ngoái hoặc năm kia. Và mình cũng tham gia vào hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc. Thì đây là một trong những niềm vui của mình, và mình nghĩ rằng những hoạt động này sẽ hỗ trợ nhiều cho khả năng sử dụng tiếng của mình. Với tiêu chí số 3 về nghiên cứu khoa học thì hồi năm 2 mình có tham gia vào hoạt động nghiên cứu của trường và của khoa. Mình cũng tham gia cùng các bạn trong lớp, và Nguyệt cũng là một trong bạn cùng đội với mình. Mình cũng tham gia vào cuộc thi Science Hackathon trong khuôn khổ của chương trình Trường Hề Khoa Học. Mình nghĩ là bất cứ một trải nghiệm nào thì cũng có giá trị và ảnh hưởng rất là lớn đến quyết định của mình về việc lựa chọn hoạt động cũng như là con đường sự nghiệp của mình sau này. Cảm ơn Tường Thanh. Mình thấy là Tường Thanh đã chuẩn bị rất kỹ càng cho hồ sơ thực tập sắp tới rồi. Vậy thì mình thử hỏi sang một cô bạn sinh viên năm 3 cũng ở ngành sư phạm nhưng đến từ một khoa khác xem là thế nào. Hải Ly, em thì sao nhỉ? Trước hết thì cho phép em xin được gửi lời chào tới các bạn. Chào các bạn, mình là Hải Ly, và năm nay là mình sinh viên năm thứ 3 của khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc. Thì cũng giống như chị Thanh và chị Nguyệt thì mình đang theo chuyên ngành sư phạm. Nhưng mà ngoài theo con đường giảng dạy thì mình nghĩ là một con đường khác mà mình có thể theo đuổi đó là vị trí phiên dịch viên. Và xét theo những cái tiêu chí mà ở trong hồ sơ thực tập đã đề ra thì theo tiêu chí thứ nhất thì mình đã tham gia khóa học bệ phóng Digital 4.0 của Google Việt Nam. Xét theo tiêu chí thứ hai thì về các hoạt động ngoại khóa thì mình đã tham gia khá là nhiều câu lạc bộ và cũng là thành viên câu lạc bộ sức trẻ hoặc là câu lạc bộ CV, câu lạc bộ tiếng Trung, và mình cũng là ủy viên ban chấp hành đoàn thanh niên khoa ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc. Và là một thành viên thì mình cũng tham gia tổ chức rất là nhiều các sự kiện và các cuộc thi cấp khoa và cấp trường. Còn về tiêu chí thứ ba là về nghiên cứu khoa học hoặc là các cuộc thi, thì sau khi tìm hiểu về đề án hồ sơ thực tập thì mình nghĩ là mình sẽ dành năm cuối cùng của mình để có thể làm dày lên bộ hồ sơ thực tập của mình. Và mình nghĩ là tất cả những cái trải nghiệm mà mình đã có ở trong quãng thời gian đại học thì đều có thể cung cấp cho mình những kỹ năng và tri thức để phục vụ con đường sau này. Cảm ơn Hải Ly. Vậy thì bây giờ mình còn một người nữa, một chàng trai duy nhất ở trong trường quay này đúng không? Và cũng là một chàng trai làm theo một chuyên ngành khác luôn. Thì em có thể giới thiệu bản thân cũng như là những cái hoạt động nào mà em đã tham gia được không? Dạ vâng. Vâng, chào các bạn, mình là Thái Sơn và hiện tại thì mình đang là sinh viên năm 2 của khoa ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản và theo ngành ngôn ngữ, với mong muốn trong tương lai sẽ trở thành một phiên dịch viên và đặc biệt là trở thành một MC song ngữ. Thì ngay từ khi mà nhà trường đã công bố đề án đổi mới thực hành thực tập và phát triển kỹ năng bổ trợ thì mình cũng đã tìm hiểu, và cái mối quan tâm hơn cả đó chính là làm thế nào để có một bộ hồ sơ thực tập ấn tượng, hay nói theo cách vui đó chính là chuẩn, chất chơi và chín chắn. Thì tính đến thời điểm hiện tại thì mình cũng đã tích lũy được những cái trải nghiệm cũng như là những cái hoạt động mà có thể sẽ có ích với cả bộ hồ sơ thực tập. Ví dụ như là với tiêu chí A1 về các hội thảo, hội nghị hay là các chương trình khóa học thì mình cũng chưa có nhiều
cơ hội để có thể trao đổi hoặc là trải nghiệm. Nhưng mà chắc chắn rằng trong quãng thời gian còn lại thì mình sẽ bằng cái sức trẻ cũng như là bằng cái cơ hội thì mình sẽ nắm bắt lấy và làm phong phú thêm cho bộ hồ sơ thực tập với tiêu chí A2 về việc tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn hóa, văn nghệ, thể thao. Thì mình có tham gia trở thành đại sứ ULIS 2019 và 2020 với việc tham gia các câu lạc bộ từ ngay năm nhất như là câu lạc bộ nghệ thuật AC4U, câu lạc bộ lễ tân ngoại giao, câu lạc bộ nhảy cổ động Gummy hay là mới đây là câu lạc bộ MC Đại học Quốc gia Hà Nội. Và một lần may mắn nữa mình đã được có cơ hội trở thành tình nguyện viên, phiên dịch viên cho Hội Nhà thơ Việt Nam tại sự kiện Liên hoan thơ quốc tế lần thứ 3. Và với tiêu chí thứ A3 đó chính là về nghiên cứu khoa học, thì trong khuôn khổ của môn học tư duy sáng tạo và khởi nghiệp dành riêng cho các bạn sinh viên chất lượng cao thông tư 23 thì mình cũng có cùng với nhóm bạn của mình và đã đạt giải khuyến khích ở cuối môn học. Và mới đây thôi thì mình cũng có dịp tham gia với cái chương trình Global Happy Innovator Camp và đã áp dụng được cái kiến thức học và design thinking để có thể học được cái cách sáng tạo và khởi nghiệp. Và hy vọng rằng là tất trong những cái trải nghiệm đó thì sẽ giúp cho mình có một cái nền tảng cũng như là có một cái sự tự tin hơn để có thể chuẩn bị cho hành trang tương lai cũng như là làm phong phú hơn bộ hồ sơ thực tập của mình. Vâng, như các bạn có thể thấy là chúng mình có những sự lựa chọn vô cùng khác nhau. Vậy thì không biết cô Hiền có thể có gợi ý gì cho các bạn đang xem livestream về cách các bạn lựa chọn các hoạt động, các hoạt động ngoại khóa cũng như là các hội nghị để tham gia không ạ? Cảm ơn Tường Thanh. Tuy đã có rất nhiều các cái ý kiến tại buổi livestream ngày hôm nay nhưng mà Tường Thanh vẫn xin ý kiến từ cô. Đối với cô thì cũng đồng ý kiến quan điểm với các bạn thôi. Tất cả các cái buổi tọa đàm, hội nghị, hội thảo thì mình cũng nên định hướng cho mình là tham gia các cái buổi mà liên quan đến các cái chuyên ngành, ngành nghề mà mình đang học. Và sau khi tốt nghiệp ra trường mình có cái định hướng là hướng tới. Còn đối với các hoạt động ngoại khóa thì đối với cô thì cô thấy rằng là tất cả các hoạt động ngoại khóa đều rất là bổ ích cho mỗi cá nhân của mỗi người. Thông qua mỗi hoạt động thì sinh viên có thể nắm bắt được những cái kinh nghiệm, những cái kỹ năng trong các cái hoạt động đó. Như cho nên là bất kỳ khi mà mình có thể tham gia được hoạt động nào thì cô khuyên các em là nên tham gia tất cả những cái hoạt động đó. Tuy nhiên chúng ta cũng phải có sự chọn lọc, nên tham gia các cái hoạt động mà mang cái tính chất lành mạnh và đảm bảo cái sự an toàn. Vâng, chúng em vô cùng cảm ơn những cái gợi ý vô cùng hữu ích cho chúng em của từ cô Hiền ạ. Mình vừa nhận thêm được một câu hỏi nữa từ bạn Mai Phương. Theo các bạn thì mình, em nên bắt đầu xây dựng hồ sơ thực tập vào thời điểm nào thì phù hợp ạ? Với câu hỏi này mình nghĩ là mình sẽ dành câu hỏi này cho bạn Ly và bạn Sơn. Thì mình xin phép hỏi Ly trước là chúng mình nên bắt đầu hồ sơ thực tập khi nào theo em là phù hợp? Em nghĩ là hiện tại thì em đang là sinh viên năm thứ 3. Thì em nghĩ là thời điểm thích hợp nhất để chuẩn bị bộ hồ sơ thực tập đó là vào năm thứ 2. Tại vì là vào năm thứ 2 thì mình đã có một năm nhất để có thể tìm hiểu và tìm hiểu về cái đề án hồ sơ thực tập rồi. Và mình có một tâm lý vững vàng để mình có thể tạo nên một cái bộ hồ sơ mà mình tâm đắc nhất. Và làm chọn thời điểm là năm thứ 2 thì mình cũng dễ dàng thu thập lại những cái minh chứng các hoạt động mình đã tham gia ở năm thứ nhất. Và từ đó thì những cái hoạt động năm 3, năm 4 thì mình sẽ thu thập được minh chứng một cách dễ dàng và tiết kiệm thời gian hơn. Vâng, mình xin cảm ơn các ý kiến của bạn Hải Ly. Bây giờ mình xin phép lấy ý kiến của bạn Sơn về thời điểm bắt đầu hồ sơ thực tập. Dạ vâng, với cá nhân mình thì mình nghĩ rằng là mỗi bạn sinh viên ngay từ khi bắt đầu quãng đời sinh viên thì cũng nên có ý thức và tìm hiểu về bộ hồ sơ thực tập. Nhưng mà cái thời điểm thích hợp nhất để triển khai nó thì em nghĩ rằng là vào đầu năm 3. Bởi vì hầu hết các bạn sinh viên trong 2 năm đầu tiên thì sẽ dành phần lớn thời gian để học tập cũng như là tham gia trải nghiệm các hoạt động của đoàn thanh niên hay hội sinh viên, và nhằm mục đích là để tích lũy cho mình thêm những cái kinh nghiệm cũng như là cái nền tảng kiến thức cơ bản để phục vụ cho cái quá trình đi sâu vào nghiên cứu chuyên ngành vào từ năm 3. Và bắt đầu từ năm 3 thì các bạn cũng sẽ chú tâm hơn, dành nhiều thời gian hơn để có những cái hoạt động trải nghiệm hay là những cái hoạt động thực tập thực tế hơn, liên quan nhiều hơn, gần gũi hơn đến với cái định hướng tương lai của mình. Vì vậy thì trong thời gian này các bạn hãy
bắt đầu triển khai nó thì sẽ giúp cho các bạn sát sao hơn cũng như là chỉnh chu hơn với đối với bộ hồ sơ thực tập của mình. Nhưng mà cũng như chị Ly vừa mới nói, đó chính là để tránh việc mất thời gian thu thập những cái minh chứng hoạt động trong vòng 2 năm đầu tiên, thì chúng ta hãy có cái kế hoạch lưu giữ rõ ràng và chọn lọc một cách khoa học nhất để có một cái bộ hồ sơ khoa học và logic nhất. Vâng, mình xin cảm ơn ý kiến của bạn Sơn. Mình với tư cách là một sinh viên năm tư thì mình nghĩ rằng là với hồ sơ thực tập chúng mình có thể bắt đầu càng sớm càng tốt. Tuy nhiên thì năm nhất, năm hai sẽ là cái giai đoạn các bạn trải nghiệm là chủ yếu, tức là các bạn sẽ cứ thấy thích hoạt động nào các bạn cứ tham gia hoạt động đấy. Tuy nhiên khi mà năm 3, năm 4, khối lượng công việc này, khối lượng học tập của các bạn chắc chắn là sẽ nặng hơn, thì các bạn nên có một sự chọn lựa phù hợp để làm sao cho các hoạt động đấy nó sẽ bổ ích cho sự nghiệp của các bạn, bổ ích cho đường phát triển của các bạn và đồng thời cung cấp cho các bạn các kỹ năng cần thiết mà các bạn cảm thấy là các bạn sẽ thấy phù hợp với nó. Tiếp theo mình xin đến với một câu hỏi về báo cáo tổng kết. Mình muốn hỏi là trong trường quay hôm nay đã có bạn nào chuẩn bị xong báo cáo tổng kết chưa ạ? Mình thấy một cánh tay giơ lên từ bạn Minh Nguyệt. Thế thì chắc chắn là câu hỏi báo cáo tổng kết này rất là quan trọng đấy ạ. Mình xin phép dành câu hỏi này cho cô Hiền ạ. Em vừa nhìn thấy một câu hỏi như sau. Em thưa cô, báo cáo tổng kết trong hồ sơ thực tập là báo cáo cho thời gian mình đi thực tập tại các doanh nghiệp hay là báo cáo tổng kết cho toàn bộ quá trình thực hành thực tập ạ? Ngoài ra, ngôn ngữ em cần biết cho báo cáo sẽ là tiếng Việt hay là ngôn ngữ chuyên ngành em đang học ạ? Em mời cô ạ. Cảm ơn bạn sinh viên đã đặt câu hỏi về báo cáo tổng kết thực tập của sinh viên. Nói đến câu hỏi này thì cô muốn nhắc lại các em một chút về quy chế 1955 đổi mới thực hành thực tập và phát triển kỹ năng hỗ trợ cho sinh viên. Tại phần C điều 7 của chương 3 thì đã ghi rất là rõ báo cáo tổng kết thực tập của sinh viên là tổng hợp toàn bộ các cái quá trình thực hành thực tập cũng như phát triển kỹ năng hỗ trợ của sinh viên và những cái thành tích mà sinh viên đã đạt được. Chính vì vậy mà câu trả lời của cô chính là phương án thứ hai là tổng hợp tất cả các cái nội dung thực hành thực tập của sinh viên. Còn về ngôn ngữ khi viết báo cáo thực tập thì để đồng nhất tất cả các cái hồ sơ thực tập của sinh viên thì nhà trường sẽ khuyến khích các em là viết bằng tiếng Việt. Tuy nhiên sau khi tốt nghiệp ra trường mà các em đăng ký tuyển dụng tại một đơn vị doanh nghiệp nước ngoài thì các em nên chuyển cái báo cáo thực tập của mình sang thứ ngôn ngữ mình đang học để gửi tới nhà tuyển dụng. Vâng, em xin phép cảm ơn các giải đáp của cô Hiền ạ. Mình vừa cũng nhận thêm được một câu hỏi nữa. Mình nghĩ là đây sẽ là thắc mắc của rất là nhiều bạn sinh viên khác khi mà chúng mình nhìn thấy một bộ hồ sơ thực tập của bạn Minh Nguyệt mà mình tin là rất là đáng kinh ngạc. Sau khi xem hồ sơ thực tập mẫu của chị, mặc dù là sinh viên năm nhất nhưng em rất mong chị có thể định hướng giúp em làm thế nào để xây dựng một bộ hồ sơ thực tập đẹp và khoa học được ạ. Mình cảm ơn câu hỏi của bạn Quỳnh Chambers dành cho chiến sinh viên Minh Nguyệt. Với bạn Minh Nguyệt ạ. Quỳnh Chambers, mình xin giải đáp câu hỏi của bạn nhé. Thì ở đây bạn có hai vế đúng không? Là làm thế nào để xây dựng nên một bộ hồ sơ thực tập khoa học và đẹp. Thì về vế đầu tiên là về khoa học đi, thì mình sẽ lưu ý các bạn ba tiêu chí. Thứ nhất là các bạn cần nắm rõ một bộ hồ sơ thực tập của mình có những phần nào, bố cục ra sao. Thì mình có 4 phần chính thôi. Đó là phần giới thiệu này, tổng hợp minh chứng, báo cáo tổng kết và cuối cùng là phiếu đánh giá. Đó, sau khi mình biết được là bố cục như thế nào rồi thì bây giờ mình sẽ đến phần tiếp theo, đó là tổng hợp minh chứng cũng như là viết báo cáo tổng kết. Thì ở đây các bạn chỉ cần bám sát các tiêu chí trong phiếu đánh giá, phiếu chấm đưa ra. Đó là 4 tiêu chí từ A1, A2, A3, A4. Sắp xếp các minh chứng theo tiêu chí đó cũng như là viết báo cáo tổng kết dựa theo từng tiêu chí thì người chấm sẽ dễ dàng thấy được cái quá trình phát triển của các bạn. Và với lưu ý thứ ba đi, đó chính là các bạn nhớ là phải mã hóa minh chứng. Mình cần phải mã hóa từng minh chứng một. Ví dụ như là tiêu chí A1 của mình là có 4 hoạt động thì phải có A1.1, A1.2, A1.3, A1.4 cho từng hoạt động một. Và các bạn có thêm một lưu ý nữa là để người chấm dễ dàng hơn tiếp cận với cả hồ sơ của bạn thì mỗi khi bạn đưa phần minh chứng ở phần tổng hợp minh chứng á thì các bạn phải để phần mã hóa minh chứng ở đầu trang. Thì khi đó thì người chấm rất dễ dàng thể nhận diện được là đâu là minh chứng dành cho hoạt động nào. Thì đấy là trả lời cho câu hỏi làm thế nào để có một bộ hồ sơ khoa học. Và với thứ hai là làm thế nào để có một bộ hồ sơ đẹp thì cái này là phải phụ thuộc rất nhiều vào mắt thẩm mỹ của mỗi người đấy. Và như mình sẽ đưa cho các bạn một số lưu ý, ví dụ như là nếu bạn giỏi Photoshop thì dùng Photoshop, còn nếu không thì mình có gợi ý cho các bạn là có thể lên trang canva.com. thì đây là một trang có những template nhất định và mình có thể sử dụng để mình tự tạo ra một bộ hồ sơ của mình. Còn nếu không thì bạn cứ dùng Word thôi, bạn thấy thuận tiện thế nào thì bạn làm cái đó. Đấy là câu trả lời của mình cho câu hỏi của Quỳnh Chambers. Vâng,
Chúng mình xin cảm ơn các chia sẻ vô cùng bổ ích và thú vị của bạn Minh Nguyệt. Không biết Nguyệt bây giờ đã sẵn sàng trả lời một câu hỏi mà yêu cầu bạn phải trả lời thật nhanh chưa? Mình sẵn sàng. Chúng mình xin phép dành câu hỏi cho bạn như sau. Trong phiếu chấm hồ sơ thực tập, tiêu chí nào là điều kiện tiên quyết phải có? Nghe đến chữ hồ sơ thực tập là mình biết ngay là tiêu chí A4 liên quan đến thực tập rồi. Không thể nào là tiêu chí khác được nữa. Chọn. Vâng, chắc chắn đây là một câu trả lời vô cùng chính xác rồi ạ. Thực hành, thực tập là một điểm trọng tâm và không thể thiếu của hồ sơ thực tập. Qua việc thực hành, thực tập thì đây là một cơ hội vô cùng quý giá cho các bạn để các bạn áp dụng được những cái kiến thức, những kỹ năng các bạn học được từ các hoạt động của mình và môi trường lao động thực tế. Và đây cũng là một phần nội dung rất quan trọng chúng tôi muốn truyền tải đến các bạn qua phần tiếp theo của chương trình Thực tập chuyên ngành, chìa khóa của thành công. Vâng, khách mời có mặt tại trường quay hôm nay của chúng ta, cô Phạm Thị Thu Hiền, chuyên viên phụ trách thực tập trong và ngoài nước, phòng chính trị công tác học sinh sinh viên sẽ đồng hành với các bạn sinh viên trong phần này. Các bạn hãy nhanh tay gửi các thắc mắc của mình về việc thực hành, thực tập để cô nhanh chóng hỗ trợ nhé. Câu hỏi đầu tiên liên quan đến chủ đề này chúng tôi nhận được. Em chào cô, em là một sinh viên hơi nhút nhát nên không tự tin đi liên hệ thực tập. Nhà trường có các địa điểm thực tập để giới thiệu cho chúng em không ạ? Em xin mời cô Hiền trả lời ạ. Cảm ơn bạn sinh viên đã đặt câu hỏi. Có lẽ đây là bạn sinh viên năm nhất cho nên là có vẻ là hơi e dè một chút. Đã là sinh viên ngoại ngữ thì chúng ta nên tạo cho mình một cái thói quen là nhanh nhẹn, linh hoạt và có thể ứng phó trong mọi tình huống. Đối với câu hỏi của bạn sinh viên này, nếu như em chưa chưa tự tin trong việc đi liên hệ thực tập thì em có thể đến một cái địa điểm mà nhà trường có thể cung cấp được các cái thông tin thực tập rất là tốt cho các em, đó là trung tâm hỗ trợ sinh viên. Tất cả các bạn ngồi đây chắc là biết trung tâm hỗ trợ sinh viên ở đâu đúng không? Vâng ạ, 304A1. 304A1, mời các em sẽ qua đó thì các cô sẽ hướng dẫn. Và hiện nay thì nhà trường cũng như trung tâm hỗ trợ sinh viên đã có kết nối với hơn 200 doanh nghiệp, có thể kết nối được các cái nhu cầu thực tập cũng như là tuyển dụng sau khi tốt nghiệp ra trường cho các bạn sinh viên. Và ngày 9 tháng 1 vừa rồi thì nhà trường cũng đã tổ chức chương trình ngày hội việc làm, đã kết nối được 59 doanh nghiệp tham gia. Với 59 doanh nghiệp này thì cũng có được hơn 1.300 vị trí các công việc khác nhau, cho nên các bạn sinh viên mà có nhu cầu tuyển, có nhu cầu về các cái vị trí thực tập thì mời các em qua trung tâm hỗ trợ sinh viên để cô sẽ giúp đỡ. Vâng, chúng em cảm ơn giải đáp của cô ạ. Chúng em nhận được thêm một câu hỏi nữa từ bạn Hồng Vân. Chúng em cần những loại giấy tờ gì khi đi liên hệ thực tập, và giấy giới thiệu đi thực tập thì chúng em có thể lấy ở đâu ạ? Mời cô ạ. Cảm ơn bạn Hồng Vân. Vấn đề này thì chúng ta lại liên quan đến các cái thủ tục hành chính đúng không? Cô nhắc lại một chút về đề án thì tinh thần của đề án là trao quyền chủ động cho các em đi liên hệ các cái địa điểm thực tập. Và khi đi liên hệ các địa điểm thực tập thì các em chỉ cần giấy chứng nhận của nhà, giấy giới thiệu của nhà trường cung cấp. Và giấy giới thiệu này thì các em có thể làm online trên hệ thống một cửa. Và sau một ngày thì sinh viên có thể nhận được tại phòng 106 nhà A1. Thủ tục rất là đơn giản và gọn gàng. Dạ, em thưa cô là em cũng có một thắc mắc nữa, đó chính là chúng em thì chỉ cần liên hệ với một địa điểm thực tập là đã được rồi phải không ạ? Nếu như chúng ta coi bộ hồ sơ thực tập của mình giống như một môn học với 3 tín chỉ thì với việc liên hệ một địa điểm thực tập thì cũng có thể chúng ta chỉ nên cũng có thể là xem xét được. Tuy nhiên thì cái mà mục tiêu mà nhà trường muốn hướng đến là sẽ cho các em xây dựng một bộ hồ sơ đầy đủ, đơn giản và của riêng mình. Cái của riêng mình ở đây chính là các cái hoạt động thực hành, thực tập và những cái kỹ năng bổ trợ mà các em tích lũy được thông qua các cái trải nghiệm của mình. Thì cô khuyên các em là có những cái trải nghiệm như vậy. Em cũng có một câu hỏi dành cho cô. Thì hiện tại thì em đang là sinh viên năm thứ 3 và em muốn, sau khi tìm hiểu về đề án hồ sơ thực tập thì em muốn hỏi cô là thời gian tối thiểu mà chúng em tham gia một khóa thực tập là bao nhiêu lâu, và sau khi đó thì bọn em cần phải nộp lại những cái giấy tờ gì ạ? Thời gian tối thiểu mà các em phải đi thực tập thì sẽ là 30 ngày làm việc tương ứng với 60 buổi và sẽ ứng với 240 giờ làm việc của các bạn khi mà các em hoàn thành cái đợt thực tập của mình thì các em cần có được cái phiếu đánh giá từ đơn vị tiếp nhận thực tập. Phiếu đánh giá này thì cần có sự nhận xét của đơn vị thực tập, cũng như là nếu như các em xin được dấu xác nhận của công ty đó thì sẽ là cái sản phẩm tốt nhất. Em cảm ơn cô. Thưa cô là khi mà em nói với các bạn lớp em là em sẽ tham gia livestream hôm nay thì các bạn cũng có nhờ em đặt một câu hỏi với cô ạ. Đó là
Nếu như bạn em là sinh viên ngành sư phạm nhưng mà bạn ấy đang thực tập ở một công ty xuất nhập khẩu thì liệu cái việc bạn thực tập đó có được chấp nhận không? Có phù hợp không? Và hay là nói cách khác là với một sinh viên sư phạm đi thì các bạn có thể là thực tập ở những cái ngành mà trái với cả ngành học của bạn không ạ? Cảm ơn em. Cô xin trả lời câu hỏi của em như sau. Nếu như định hướng ngành nghề của mình là ngành sư phạm thì sinh viên nên lựa chọn các cái địa điểm thực tập thuộc về ngành nghề sư phạm. Còn nếu như trong trường hợp tốt nghiệp ra trường mà mình muốn đi làm ở các cái đơn vị bên ngoài, có thể là thuộc về cái lĩnh vực như là du lịch, thương mại hay là phiên dịch cho một công ty nào đó, thì việc em thực tập ở một công ty bên ngoài thì cũng hoàn toàn có thể được, không sao. Tuy nhiên với mỗi một cái đơn vị thực tập thì sẽ cho được mình những cái tích lũy kinh nghiệm nhất định, và cái kinh nghiệm đấy biết đâu sau này trải nghiệm công việc của mình sẽ cần đến. Vâng, em cảm ơn cô ạ. Vâng, em xin cảm ơn các câu hỏi từ các bạn mà hôm nay cũng như là lời giải đáp từ cô Hiền ạ. Chúng em xin phép nhận một thêm một câu hỏi khác vô cùng thú vị từ bạn sinh viên tên là Hà Chi. Em là sinh viên khoa Anh nhưng học bằng kép tiếng Nhật. Em đã xin và được nhận thực tập tại một công ty Nhật Bản. Thì việc em thực tập tại công ty này có được tính không ạ? Cảm ơn bạn Hà Anh đã hỏi đến một câu hỏi liên quan đến chuyên ngành một chút, đúng không ạ? Bạn là sinh viên khoa Anh nhưng mà xin được thực tập ở một công ty Nhật Bản. Việc bạn thực tập ở đơn vị nào thì nhà trường cũng rất là hoan nghênh các bạn. Nếu như nói về cái chương trình thực tập Nhật Bản thì cô muốn giới thiệu một chút về cái chương trình mà nhà trường đã đang triển khai từ năm 2015 đến nay, thì đã có được 11 đối tác giới thiệu thực tập cho sinh viên thực tập tại Nhật Bản, và trong đó thì có một đơn vị là giới thiệu cho những sinh viên chưa biết tiếng Nhật nhưng vẫn có khả năng là tham gia được cái chương trình thực tập tại Nhật. Thời gian mà các bạn tham gia thực tập tại Nhật sẽ là 6 tháng hoặc là 12 tháng tùy thuộc vào từng chương trình khác nhau. Và nội dung công việc các bạn thực tập sẽ liên quan đến các lĩnh vực du lịch, khách sạn, nhà hàng và các cái khu nghỉ dưỡng. Ngoài ra thì còn có thực tập ở tại sân golf và các cái khu phân loại hàng hóa. Ngoài cái việc mà sinh viên có thể giao tiếp với người bản xứ thì sinh viên còn tích lũy được một khoản tiền lương nhất định. Nếu như quy đổi sang tiền Việt Nam thì mỗi bạn sinh viên đi thực tập như vậy sẽ tích lũy được cho mình từ 20 triệu đến 30 triệu một tháng. Với những cái thông tin bổ ích như thế này thì có bạn sinh viên nào mà muốn tìm hiểu về chương trình thực tập tại Nhật Bản thì các em có thể tìm hiểu thông tin trên trang fanpage Unit Japan Internship, hoặc các em có thể liên hệ trực tiếp với cô tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên, Phòng Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên tại phòng 304, nhà A1. Vâng, em xin cảm ơn giải đáp cũng như là những lời giới thiệu của cô về một chương trình thực tập vô cùng thú vị ạ. Trước khi sang câu hỏi mới, mình muốn có một hỏi một chút các bạn khách mời hôm nay là không biết có bạn nào đã từng đi dạy gia sư chưa ạ? Vâng, mình nghĩ là chúng mình đều đã có những cái trải nghiệm đi dạy gia sư trong vòng 4 năm đại học. Tại vì mình vừa nhận được một câu hỏi về việc dạy gia sư của bạn Ngọc Nghi. Em học ngành sư phạm tiếng Anh nhưng lại đi gia sư học sinh lớp 6 về môn toán và văn. Như vậy thì có được công nhận ở tiêu chí A4 không ạ? Và việc em đi thực tập chỉ là gia sư toán và văn như vậy thì có ảnh hưởng tới chất lượng hồ sơ thực tập không ạ? Em xin mời cô Hiền giải đáp cho bạn ạ. Cảm ơn bạn sinh viên. Vừa nãy thì cô cũng đã nhắc đến một cái vấn đề thực tập là gia sư. Thì với bạn sinh viên này là khoa sư phạm tiếng Anh nhưng bạn đi thực tập ở giảng dạy học sinh lớp 6 môn văn và môn toán. Thì theo như cô được biết thì là 83% số lượng sinh viên là đều tham gia các cái hoạt động trải nghiệm khác nhau. Tuy nhiên với ngành gia sư thì là chiếm 60%. Vậy khi mà bạn gia sư với môn toán và môn văn thì cũng sẽ tích lũy được cái kinh nghiệm bài giảng trên lớp, quản lý sinh viên. Thì đó, mỗi một cái trải nghiệm thì sinh viên cũng sẽ tích lũy được cho mình một cái kỹ năng nhất định. Tuy nhiên nếu mình là sinh viên thuộc ngành sư phạm tiếng Anh thì mình sẽ sử dụng cái ngôn ngữ của mình để mình đi gia sư thì sẽ được nâng cao được cái chất lượng cũng như là cái kinh nghiệm của mình nhiều hơn. Vâng, chúng mình rất là xin lỗi vì lỗi đường truyền, lỗi kỹ thuật vừa rồi. Bây giờ mình xin phép nhờ Sơn nhắc lại câu hỏi lúc nãy được không ạ? Dạ vâng, câu hỏi của em với mong muốn được cô giải đáp đó chính là chúng em có thể lấy cái phiếu đánh giá thực tập ở đâu và có cần thiết phải cho cái hợp đồng cũng như là cái nhật ký công việc vào trong bộ hồ sơ thực tập hay không ạ? Cảm ơn Sơn. Có lẽ đây là một câu hỏi mà rất nhiều bạn sinh viên rất là băn khoăn. Khi các em kết thúc cái đợt thực tập của mình thì các em cần có được cái phiếu đánh giá của đơn vị tiếp nhận thực tập. Với phiếu đánh giá của đơn vị tiếp nhận thực tập thì nhà trường cũng đã có những cái biểu mẫu cho các em tham khảo. Tuy nhiên các em cũng có thể cải biến theo cái tinh thần của đơn vị tuyển dụng, giao nội dung công việc cho các em.
Và biểu mẫu này thì các em có thể lấy trên trang thực tập của website của nhà trường, hoặc là các em có thể lấy trên fanpage của Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên. Về hợp đồng thực tập thì các em cũng có thể đưa vào trong hồ sơ của mình để làm minh chứng. Tuy nhiên các em cũng cần phải lưu ý, với một số đơn vị thực tập là ở nước ngoài thì người ta không muốn tiết lộ cái hợp đồng của mình với đơn vị thứ ba, cho nên là trong khi đưa minh chứng vào trong hồ sơ thì các em cũng cần lưu ý điểm này. Về nhật ký thực tập của sinh viên thì tùy thuộc vào cái lượng công việc tại các đơn vị tiếp nhận, cho nên là ngắn hay dài, cho nên là các em có thể không thể là chỉ đưa những cái sản phẩm minh chứng mà đơn vị tiếp nhận giao cho các em và có được cái sự nhận xét đánh giá của đơn vị tiếp nhận đó thôi. Dạ vâng, cảm ơn cô rất nhiều ạ. Vâng. Xin cảm ơn các lời chia sẻ và giải đáp vô cùng hữu ích từ cô Hiền, cũng như là những câu hỏi và những chia sẻ vô cùng hữu ích từ các bạn khách mời của hôm nay. Các bạn sinh viên thân mến, thời gian trôi qua thật là nhanh phải không ạ? Cũng có rất nhiều câu hỏi, vấn đề được đưa ra và những lời giải đáp mình tin là sẽ vô cùng cởi mở và có ích tới các bạn xem livestream ngày hôm nay. Những câu hỏi còn lại thì các bạn nhớ theo dõi trên fanpage của Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và chúng mình sẽ sớm đưa lên các câu trả lời những câu hỏi này nhé. Hồ sơ thực tập mình tin đây là cơ hội thể hiện mỗi cá nhân qua quá trình rèn luyện 4 năm của nhà trường, vừa là thử thách đòi hỏi sự kiên trì, nỗ lực của các bạn và đặc biệt là sự sáng tạo của mỗi cá nhân. Đây lại sẽ là sản phẩm mà các bạn mang ra thị trường lao động và tìm kiếm công việc phù hợp cho bản thân mình. Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả các vị khách mời đã có mặt trong ngày hôm nay và chúc tất cả các